chào quý khán giả đang theo dõi nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang. Quý chị có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới chưa ạ? Đừng bỏ lỡ và đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để có thêm thông tin về những địa điểm du lịch hấp dẫn trong kỳ nghỉ này. Ngoài ra, chúng tôi còn cập nhật về tình hình giao thông, an ninh trật tự cùng các vấn đề xã hội mà người dân quan tâm. Trước hết, hãy cùng đến với chương trình buổi sáng. Thưa quý khán giả, hiện nay có nhiều bệnh viện phòng khám đua nhau mở dịch vụ và quảng cáo các gói khám chữa bệnh hậu COVID-19. Không ít nơi lạm dụng các dịch vụ kỹ thuật, thuốc men không cần thiết, gây tốn kém, vất vả cho người bệnh. Vì vậy, Bộ Y tế có công văn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh cho người bệnh khi mắc và bị hậu COVID-19 theo đúng hướng dẫn, tránh tình trạng lạm dụng chỉ định hoặc là chỉ định không phù hợp. Bộ Y tế cũng chỉ rõ các triệu chứng hậu COVID-19 rất đa dạng và có hơn 200 triệu chứng khác nhau. Tuy nhiên, người dân không sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không được cấp phép lưu hành hay là các bài thuốc truyền miệng, các nguồn tin không chính thống để chữa bệnh. Trước ý kiến lịch sử là môn lựa chọn ở cấp trung học phổ thông trong chương trình mới khiến học sinh không chọn môn lịch sử, chiều qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết số 29 của Trung ương, bảo đảm cho học sinh có trình độ hết lớp 9, có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau khi học hết cấp 2. Ở cấp 3, phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Trước khi ban hành, dự thảo chương trình được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến toàn dân. Bộ khẳng định sự sắp xếp các môn giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới là phù hợp với xu hướng giáo dục quốc tế. Và kế hoạch này là có căn cứ khoa học và phù hợp với các mục tiêu lớn của giáo dục quốc gia. Một tiêu đề gây chú ý trên báo Nhân dân là cảnh báo lừa đảo về chương trình lao động nông nghiệp tại Australia. Và viết cho hay gần đây có nhiều cá nhân tổ chức tuyên truyền mời chào lao động Việt Nam đi làm việc theo chương trình visa nông nghiệp tại Australia với chất lượng và mức chi phí rất cao. Tuy nhiên thì để đưa công dân Việt Nam tham gia, các cơ quan chức năng của hai nước đang trong quá trình trao đổi, đàm phán. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh thành thông tin tới người dân không đăng ký theo bất kỳ cá nhân tổ chức nào, qua đó tránh bị lợi dụng thông tin lừa đảo mất tiền. Trong không gian phố đi bộ Hồ Gươm, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền trang bị kiến thức sử dụng bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc và giới thiệu về ứng dụng báo cháy 114 cho người dân. Ở Hà Nội, quận Hoàn Kiếm là nơi có mật độ cư dân sinh sống rất cao, tập trung nhiều nhà cổ, nhà cũ. Vì vậy, hoạt động này thu hút đông người dân, du khách và cả học sinh đến tham gia, giúp phòng ngừa tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Dân và thông tin anh Minh Thiện vừa cập nhật thì làm tôi nhớ lại vụ hỏa hoạn tại khu tập thể làm 5 người tử vong ở quận Đống Đa cách đây mấy ngày. Khi có tình huống nguy hiểm thì sẽ khó mà thoát thân nếu nhà ở chỉ một lối thoát hiểm. Công an thì còn xác định vụ cháy xảy ra do sự cố chập điện ắc quy của xe máy trong nhà. Nguyên nhân của việc chập điện này như thế nào và phòng tránh ra sao, quý vị theo dõi ở phần sau. Xin được cảm ơn anh Minh Thiện. Và còn bây giờ thì là các thông tin nổi bật khác gửi đến quý khán giả. Thưa quý khán giả, hôm qua thì một con trăn được nhân viên bảo vệ của sân bay Đà Nẵng phát hiện trong đường nội bộ sân bay. Sau đó thì các bảo vệ báo tin đến cơ quan kiểm lâm bắt giữ và hoàn thành thủ tục thả con vật này về lại môi trường tự nhiên. Đây là trăn đất thuộc loài nguy cấp quý hiếm. Sau khi đánh giá sức khỏe con trăn đất bình thường, cơ quan chức năng tổ chức thả về rừng đặc dụng Bà Nà, Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng còn thả một con khỉ mặt đỏ được người dân bắt giữ khi đi lạc tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. Nằm chắn ngang đường, con đàn heo thì bị kẹt trong thùng xe. Trong khi tài xế bối rối vì tình cảnh thê thảm không biết xử lý sao, thì đúng lúc này một phương tiện khác đi qua chủ động dừng lại hỗ trợ. Người dân lấy dây thừng buộc chặt vào rồi dùng sức kéo và nâng xe gặp nạn lên. Cuối clip, các bác tài nghĩa hiệp cùng tận tình hỏi han vài câu, làm lòng người cũng thấy vui lây. Tình người thật đẹp, chúc các bác vạn dặm bình an. Dòng xe cộ tấp nập, bên vỉa hè,
cái sạp chợ với vài thứ trái cây của bà Bảy chừ lọt thỏm giữa một thành phố Hồ Chí Minh xô bồ ồn ả. Bà quê ở Tiền Giang, có ba người con, hiện sống cùng người con trai và con dâu ở các phòng trọ quận 7. Dù bị suy thận mãn tính 5 năm nay, nhưng hàng ngày bà vẫn mang những rổ trái cây ra bán để có thêm chút đỉnh, đỡ đần cho con cái. Trái cây dưới quê gửi lên theo mùa, có gì bán đó, mỗi ký chỉ lời từ 3-5 ngàn đồng. Nắng mưa, khói bụi, nhưng bà vẫn lạc quan. Người ta thương mình, người ta mới mua cho, vậy cũng vui rồi. Giờ cũng trong chiều qua thì tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện tại ngõ 188 Trung Lực và khu vực bãi đất trống mặt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, chân cầu vượt Bixi, Hải Phòng có các đối tượng vận chuyển nhiều bình khí lạ. Lần theo dấu vết thì tổ công tác được lệnh đột kích bao vây và đấu tranh với nhóm đối tượng. Tính chung tại phường Đằng Lâm và một nhà xưởng ở quận Đồ Sơn, lực lượng cảnh sát phát hiện khoảng 1.700 bình khí cười cùng loại. Các đối tượng khai nhận mở cơ sở thực hiện chiết khí cười rồi vận chuyển đi các quán karaoke và quán bar. Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở không có giấy phép kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ loại khí. Điều hành 4 công ty mua bán cát, nhưng khi mua bán lại thì không xuất hóa đơn và trốn thuế. Với hành vi này thì đối tượng Ngô Phú Cường, 48 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, vừa bị công an tỉnh An Giang trao quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Từ năm 2016 đến năm 2020, Cường trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, tổng doanh thu hơn 63 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế, gây thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế hơn 19 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được công an điều tra làm rõ và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh An Giang khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đến đây, nhịp sống kể mới cũng xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.